Ganh đua với xe con trên đường, xe đầu kéo gây tai nạn khiến nhiều người phẫn nộ. Báo chốt cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn, đôi nam nữ bị phạt 15 triệu đồng. Mercedes đâm đuôi xe tải tại cao tốc nội bài Lào Cai, hai người thương vong. Thông tin bất ngờ vụ cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ Covid-19 ở Cà Mau. Ganh đua với xe con trên đường, xe đậu kéo gây tai nạn khiến nhiều người phẫn nộ đoạn video không khỏi làm nhiều người bức xúc vì thói ăn thua của cả tài xế xe đầu kéo và tài xế xe con trước đó cụ thể một đoạn video do camera hành trình của chiếc xe đi phía sau ghi lại cảnh tượng hai chiếc xe một lớn một nhỏ đang chèn ép nhau trên đường sau những pha tạc đầu khi đến một đoạn cua do không làm chủ tốc độ chiếc xe đầu kéo đã để xảy ra va chạm với một chiếc xe tải nhỏ đi ngược chiều hậu quả chiếc xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của tài xế dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng dành nhiều lời chỉ trích nhắm đến tài xế xe đầu kéo khi cho rằng người này điều khiển phương tiện to lớn nhưng lại lái vô cùng liều lĩnh. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng cần xử phạt cả tài xế xe con liên quan bởi do có thêm sự khiêu khích của chiếc xe này nên vụ tai nạn mới xảy ra. Công an Trà Vinh, đối tượng cướp tiệm vàng rất nguy hiểm và manh động. Ngày 8 tháng 12, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thế Việt, 21 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng, về hành vi cướp tài sản. Bị can Việt là một trong hai đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh. Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ trao khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng làm rõ vụ cướp tiệm vàng này. Theo Thượng tá Võ Văn Quốc, trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh, đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm, manh động, liều lĩnh, có sử dụng vũ khí để gây án và cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm Lại Thế Việt quen biết với Huỳnh Hải Quang, 37 tuổi, ngụ thành phố Trà Vinh qua mạng xã hội. Cả hai bàn bạc thực hiện hành vi cướp tài sản. Ngày 30 tháng 11, Việt đến thành phố Trà Vinh gặp Quang để bàn bạc kế hoạch cướp tài sản. Tại đây, Quang đưa cho Việt một khẩu súng, khẩu còn lại người này giữ. Chiều tối cùng ngày, Việt cùng Quang mang hai khẩu súng đi xe máy đến cướp tiệm vàng Mỹ Trang thuộc thị trấn Châu Thành. Quang nổ súng vào người bà Phượng, chủ tiệm vàng làm người này bị thương. Sau đó Quang dùng vật cứng đập vỡ tủ kính cướp 6 lượng vàng. Trên đường tháo chạy, Quang đưa cho Việt 5 triệu đồng. Khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, phát hiện đối tượng Việt di chuyển trên quốc lộ 1. Lực lượng chức năng tiến hành khống chế bắt giữ bàn giao cho công an Trà Vinh. Riêng Quang chạy xe máy tàu thoát về hướng cầu Cổ Chiên. Khi thấy công an, Quang nổ súng bắn và bỏ chạy với tốc độ cao nên tự ngã và tử vong tại chỗ. Bước đầu, công an thu giữ hơn 80 chỉ vàng 18K là tăng vật có liên quan đến vụ cướp. Báo chốt cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn, đôi nam nữ bị phạt 15 triệu đồng. Ngày 8 tháng 12, Công an huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Thanh Tùng và Huỳnh Vân Anh, Cả hai cùng ngũ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiến, 15 triệu đồng. Cả hai bị xử phạt về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích, theo quy định của pháp luật và hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Trước đó, Tùng dùng mạng xã hội Facebook viết, Công an bắt xe dí xe ngoài đường nhé mọi người ơi! Sau đó Vân Anh vào bình luận với nội dung xúc phạm bôi nhọ lực lượng công an. Nhận thông tin, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra xác minh, đồng thời mời cả hai lên làm việc. Cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm. Xôn xao video đùi gà tự di chuyển trên khai thức ăn và sự thật đằng sau. Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video quay lại một khay thức ăn trông bắt mắt với nhiều món đa dạng. Nhưng khi nhìn kỹ, nhiều người đã không khỏi rùng mình. Có thể thấy chiếc khay này chia làm nhiều loại thức ăn, các loại rau củ luộc vô cùng heo thì. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý là chiếc đùi gà nướng trông có vẻ khá thơm ngon, nhưng lại khiến người khác phải trùng đũa không dám gắp. Thật sự, nó đang di chuyển và cử động. Dù không có ai hay ngoại lực bên ngoài tác động vào, nhưng chiếc đùi gà vẫn không ngừng ngoan ngoẩy như thể một sinh vật sống. Mặc dù phần da thịt bên ngoài có vẻ như đã được hung khói hoặc nướng qua lửa nên đã sẫm màu lại. Khi có người dùng bao tay giữ cố định phần đuôi, chiếc đùi gà vẫn nhúc nhích trong sự ngỡ ngàng, hoang mang của chủ video cũng như cộng đồng mạng. Netizen khi xem xong đoạn clip đều cảm thấy ám ảnh với bữa trưa ghê rợn này. Một số ý kiến cho rằng có thể là vi khuẩn hoặc vi sinh vật chứa trong miếng thịt đang tác động vào nhau và tạo ra sự di chuyển. Chính vì chúng vô cùng nhỏ bé mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Mercedes đâm đuôi xe tải tại cao tốc Nội Bài Lào Cai, hai người thương vong. Sáng ngày 8 tháng 12, đại diện đơn vị quản lý cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 4 giờ 20 phút cùng ngày, khiến hai người thương vong. Cụ thể, vào thời gian trên, ô tô Mercedes lưu thông theo hướng Lào Cai, nội bài. Khi xe này đi đến km 103 200, đã đâm vào một chiếc ô tô tải, chưa rõ danh tính tài xế điều khiển, lưu thông phía trước. Hậu quả vụ tai nạn khiến một người trong ô tô Mercedes tử vong tại chỗ, một người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu. Theo vị đại diện, vụ tai nạn không làm đường cao tốc bị ủng ứ, đội vận hành cao tốc số 2 đảm bảo an toàn giao thông quanh khu vực hiện trường, phối hợp với đơn vị chức năng xử lý vụ tai nạn. Bộ Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy 11 tàu cá ở Bình Thuận Sáng ngày 8 tháng 12, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Công an tỉnh này phối hợp Viện Khoa học Hình sự C09, Bộ Công an, Phân viện phía Nam khám nghiệm hiện trường vụ cháy 11 tàu cá ở thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Theo ghi nhận tại hiện trường vụ cháy, Công an tỉnh Bình Thuận, phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và các điều tra viên đã vào bên trong con tàu BTH99897TX, chủ tàu là ông Nguyễn Thanh Trường, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, để xem xét. Đây được cho là con tàu xuất phát ra ngọn lửa đầu tiên trước khi đám cháy lan rộng. BC09, Công an tỉnh Bình Thuận cũng tiến hành bay flycam ghi nhận toàn bộ khu vực cháy từ trên cao. Trả lời về việc có khởi tố hình sự vụ cháy tàu cá hay không, một cán bộ công an cho biết còn phụ thuộc vào kết quả khám nghiệm hiện trường, sau đó cơ quan điều tra quyết định. Theo báo cáo, nguyên nhân cháy bắt đầu từ việc hàn ống khói, sửa chữa tàu BTH99897TS do thợ hàn hàn phi hổ, 45 tuổi, chú thành phố Phan Thiết và con trai 17 tuổi của chủ tàu thực hiện. Vụ cháy xảy ra tại khu neo đậu, sửa chữa tàu cá của công ty trách nhiệm hữu hạn sửa chữa, đóng tàu Phan Thiết do ông Dương Thanh Nam làm chủ. Nhiều khả năng cơ quan cảnh sát điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về trách nhiệm của công ty sửa chữa đóng tàu vì thiệt hại tài sản của người dân rất lớn. Nguyên tắc khi sửa chữa tàu thuyền phải hút hết dầu ra ngoài, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ mới được sửa chữa, một cán bộ điều tra cho biết. Một chủ tàu là người dân đảo Phú Quý có mặt tại hiện trường cho hay, trong số 11 tàu cá bị cháy, có tàu mới đóng vài năm, giá trị trên 6 tỷ đồng, tàu cũ trên 10 năm giá trị cũng trên 3 tỷ đồng. Đây là các tàu đánh bắt xa bờ hầu hết có vay vốn của ngân hàng, đưa vào đây bảo dưỡng, sửa chữa. Thông tin bất ngờ vụ cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ COVID-19 ở Cà Mau Ngày 8 tháng 12, tại Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, ông Lê Thanh Phong, cử tri ấp Kinh Tư, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước cho biết, những năm gần đây, ở một tuyến kênh của ấp chỉ dài vài trăm mét nhưng có nhiều người tử vong do mắc bệnh ung thư và bệnh não, ông Phong nghi ngờ môi trường nước, không khí có ảnh hưởng đến người dân. Ngoài ra, ông Phong cũng đề nghị ngành chức năng tỉnh thông tin rõ kết quả xử lý việc cán bộ xã Hòa Mỹ làm khống hơn 350 bộ hồ sơ hỗ trợ Covid-19 cho người dân nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng. Đại diện công an huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau thông tin, sau khi thanh tra có kết luận Công an huyện nhận thấy số tiền trong vụ án ăn chặn tiền hỗ trợ Covid-19 thuộc thẩm quyền của công an tỉnh nên đã chuyển hồ sơ về tỉnh điều tra theo thẩm quyền. Theo tôi được biết hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tuy nhiên trong quá trình điều tra bị can mắc bệnh tâm thần, do đó công an đã đình chỉ vụ án để đưa bị can đi điều trị ở bệnh viện tâm thần Đồng Nai. Sau khi hết bệnh, công an sẽ di lý về và phục hồi điều tra theo quy định của pháp luật. Đại diện công an huyện Cái Nước cho hay cận cảnh hiện trường phát hiện bộ hài cốt ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 6 tháng 12, ông Quân ở xã Lại Xuân đi tìm con chó của gia đình. Khi đến bể nước bỏ hoang nhiều năm trong khu vườn không có tường rào, ông lo con chó có thể rơi vào đó nên lại gần kiểm tra. Tại đây, ông Quân phát hiện một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn bên trong bể nước. Ngay sau đó, ông Quân đã báo sự việc lên chính quyền địa phương. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định bộ xương người là nữ giới, đã tử vong nhiều năm trước. Một người dân sống ở thôn Pháp Cổ cho biết, tại thôn Pháp Cổ, gần khu vực phát hiện bộ xương người, có hai người phụ nữ mất tích nhiều năm, đến nay chưa tìm thấy tung tích. Trường hợp thứ nhất là chị Tâm, đã lập gia đình, khoảng 38 tuổi, cư trú cách khu vực phát hiện bộ xương người khoảng 200 mét. Theo người dân cho biết, vào năm 2010, chị Tâm bị mất tích đến nay chưa tìm thấy tung tích. Lúc đó người dân và các cơ chức năng chỉ tìm thấy chiếc xe máy của chị Tâm tại khu vực bờ đầm, cách nhà chị Tâm khoảng 1 km. Trường hợp thứ hai là chị Trương, chưa lập gia đình, cũng trú gần khu vực phát hiện bộ xương người. Theo người dân, rất có thể bộ hài cốt này là của một trong số hai phụ nữ trên. Cũng theo một nguồn tin cho hay, hiện nay cơ quan công an đã lấy mẫu ADN của người thân hai phụ nữ bị mất tích tại thôn Pháp Cổ để xem bộ hài cốt này có phải là một trong số hai phụ nữ bị mất tích cách đây nhiều năm. Hiện vụ việc đang được công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục điều tra làm rõ. Phương Mỹ Chi vướng nghi vấn lộ clip nhạy cảm khiến dân mạng xôn xao. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao chia sẻ hình ảnh được cắt ra từ đoạn clip nhạy cảm với nhân vật nữ chính bị đồn đoán là ca sĩ Phương Mỹ Chi. Đi kèm với hình ảnh này, cư dân mạng đưa ra ý kiến trái chiều. Trong đó, nhiều người bên vực áo quân giọng hát Việt mùa đầu tiên và cho rằng hình ảnh clip này đều là những thông tin không đúng sự thật. Phương Mỹ Chi cần lên tiếng để bảo vệ danh dự của mình. Đang có những tin đồn về Phương Mỹ Chi, nhưng theo tôi đây là những tin tức giả mạo. Trời ơi, Phương Mỹ Chi trong lòng tôi là một số ý kiến từ cư dân mạng. Trưa ngày 8 tháng 12, quản lý của Phương Mỹ Chi lên tiếng, chúng tôi không quan tâm và không có ý kiến gì về sự việc này. Những clip nhảm nhí trên mạng xã hội có rất nhiều. Phương Mỹ Chi sinh năm 2003 thu hút sự quan tâm của cộng đồng từ khi tham gia và đạt giải áo quân chương trình truyền hình thực tế giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Tại chương trình, Phương Mỹ Chi thời điểm đó mới 10 tuổi nhưng đã gây ấn tượng với ban giám khảo bằng những ca khúc dân ca Nam Bộ như Quê Em Mùa Nước Lũ, Lòng Mẹ, Áo Mới Cà Mau. Sau chương trình giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên năm 2013, Phương Mỹ Chi vụt sáng thành một ngôi sao ca nhạc ăn khách nhờ chất giọng dân ca ngọt ngào. Tuy nhiên ngoài sự nghiệp thăng tiến, Á quân giọng hát Việt mùa đầu tiên từng vướng phải những scandal không hay như bị chỉ trích vì ăn mặc không hợp tuổi, bị cho là bỏ học để chạy xô, vướng vào ồn ào cô ruột, phương quế như, tố vô ơn bạc bẻo. Thực hư thông tin đêm nhạc hội và bắn pháo hoa Phú Yên Countdown 2024 Ngày 8 tháng 12, bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết, hiện mạng xã hội xuất hiện thông tin Phú Yên sẽ tổ chức Khao Đao 2024, chào đón năm mới. Đây là thông tin chưa chính xác. Bà Thái thông tin thêm, thời gian gần đây đã có đơn vị tổ chức sự kiện gửi kế hoạch chương trình, nhưng hiện sở chưa thống nhất. Khi nào có thông tin chính thức, tôi sẽ chủ động thông báo, bà Thái nói. Trước đó sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Phú Yên sẽ tổ chức Khao Đao 2024. Sự kiện sẽ diễn ra tại Tháp Nghìn Phong, thành phố tuy Hòa, với sức chứa lên đến 10.000 người. Mục đích của đêm Phú Yên Khao Đao 2024 là sẽ chào đón năm mới, kết nối cộng đồng, gửi đi năng lượng lạc quan và thúc đẩy du lịch của địa phương. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chương trình sẽ diễn ra tại Tháp Nghìn Phong là công trình duy nhất của Việt Nam đạt giải thưởng Cảnh quan đô thị châu Á 2023. Ngoài ra, chương trình sẽ góp mặt với những ca sĩ nổi tiếng như Hiếu Thứ Hai, Phương Mỹ Chi, Anh Tú, Lily sẽ tạo nên một đêm khao đao rực rỡ và ngập tràn may mắn thành công. Những hình ảnh đầu tiên của hầm chui trên đường xuyên sân bay Tân Sơn Nhất Hầm chui tại giao lộ Trần Quốc Hoàng, Phan Thúc Duyện, phường 2, quận Tân Bình là gói thầu số 9 thuộc dự án tuyến nói từ đường Trần Quốc Hoàng đến đường Cộng Hòa xuyên qua phần đất sân bay Tân Sơn Nhất. Khu vực giao lộ Trần Quốc Hoàng, Phan Thúc Duyện, phường 2, quận Tân Bình là điểm đầu tuyến đường nói Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa. Gói thầu này thi công trong điều kiện mặt bằng tập kết vật tư chật hẹp, hai bên là phần đất công viên Hoàng Văn Thụ. Nhà thầu thi công đang khẩn trương làm việc để kịp hoàn thành vào tháng 7 năm 2024 theo dự kiến. Tại khu vực hầm hở phía đường Phan Thúc Duyện, giáp sân bay, tiến độ đã bắt đầu vào cao điểm tăng tốc sau thời gian xử lý mặt bằng, vách hầm hở đã hình thành do được rào chắn kỹ lưỡng bởi lớp vách ton bên ngoài lớp 1 và hàng trăm cọc cừ la sen giữ kết cấu móng lớp 2 nên người đi đường gần như không nghe thấy tiếng động mặc dù công nhân vẫn miệt mài làm việc dưới hầm. Các gói thầu còn lại của dự án tuyến nói đường Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa hiện thi công rất thuận lợi, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024 để kết nối với nhà ga T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Hầm chui đã chuẩn bị đào xuyên qua đường giao thông hiện hữu. Dự kiến cầu tạm năm làn xe sẽ được lắp đặt trên tuyến Trần Quốc Hoàng để đảm bảo quá trình thi công không ảnh hưởng, xáo trộn đến tình hình giao thông. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.